Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 12, tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, các cơ quan đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn, cán bộ các ban xây dựng Đảng tỉnh và tổ chức trực tuyến tại 9 điểm cầu thuộc các huyện, thị xã, thành phố với trên 1.700 đại biểu tham dự. Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã báo cáo những nội dung chủ yếu trong kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng, kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về việc triển khai thực hiện kết luận số 21 và quy định số 37 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, kết luận 21 của Ban chấp hành Trung ương tiếp tục nhấn mạnh những mặt đạt được trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, đó là lãnh đạo chỉ đạo tập trung quyết liệt thường xuyên liên tục có trọng tâm trọng điểm của các cấp ủy tổ chức đảng, triển khai nghiêm túc toàn diện đồng bộ thống nhất đi vào cuộc sống, có nhiều bước đột phá quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong đảng, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên nhân dân đối với đảng, nhà nước, chế độ. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng nêu những điểm mới trong kết luận 21 như mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Cùng với ngăn chặn đẩy lùi phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm suy thoái tiêu cực, tự diễn biến tự chuyển hóa là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn. Đồng chí cũng khẳng định, kết luận 21 là quyết tâm chính trị cao, đẩy mạnh công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị nhằm xây dựng đảng toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của đảng. Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai cũng quán triệt nội dung kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương, trong đó tập trung vào 11 nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan tổ chức, đồng thời phổ biến quy định số 37 của Ban chấp hành Trung ương về 19 điều đảng viên không được làm. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để đại biểu tại Trung ương và các điểm cầu trên cả nước trình bày tham luận về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Theo đó, hầu hết các tham luận đều được trình bày sâu sắc, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, nêu rõ những kết quả đạt được cũng như đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham luận của Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái gửi tới hội nghị đã khẳng định nhận thức sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của việc tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đưa chỉ tiêu tỷ lệ cán bộ đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hàng năm vào chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Ngay sau đại hội, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng hoàn thiện, ban hành đồng bộ các nghị quyết, quy định để cụ thể hóa các nhiệm vụ trong công tác xây dựng đảng. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, kết hợp giữa xây và chống, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng thực hiện đồng bộ 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp đấu tranh, khắc phục 27 biểu hiện suy thoái theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 chỉ ra, kịp thời xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm. Trong đó chú trọng lãnh đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, duy trì thường xuyên việc đưa nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan đơn vị. Qua đó đã góp phần khẳng định, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tạo sự thống nhất, quyết tâm trong Đảng bộ và củng cố niềm tin của nhân dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tập trung nhấn mạnh làm rõ 3 vấn đề và trả lời cho được 3 câu hỏi. Thứ nhất, lâu nay chúng ta đã từng bàn nhiều, làm nhiều về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, vì sao lần này Trung ương lại tiếp tục bàn và ra nghị quyết về vấn đề này? Thứ hai là những tinh thần mới, nội dung mới của lần này là gì? Và thứ ba là chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả nghị quyết hội nghị Trung ương 4 lần này, biến nghị quyết thành hiện thực sinh động.
nêu rõ 4 điểm đáng chú ý cũng như tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khẳng định sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng việc nghiên cứu sửa đổi, ban hành cơ chế chính sách, luật pháp thích ứng với nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều điểm chưa kịp thời, nhiều văn bản quy định thiếu chế tài cụ thể, thực hiện không nghiêm, quản lý cán bộ, đảng viên còn lỏng lẻo, đánh giá sử dụng, bố trí cán bộ nhiều trường hợp còn nể nang cục bộ, chưa phát huy đầy đủ, hiệu quả vai trò của nhân dân trong việc giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các hình thức khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định kết luận 21 đã kế thừa, bổ sung, làm rõ hơn và yêu cầu phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể thiết thực, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 đã đề ra về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình, về cơ chế chính sách, về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội. Đồng thời bổ sung, nhấn mạnh thêm nhóm nhiệm vụ giải pháp về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, gắn với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định mọi thành công của cách mạng nước ta cả trước mắt và lâu dài. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ quan điểm toàn đảng, toàn dân phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của kết luận số 21 về xây dựng chỉnh đốn đảng và quy định số 37 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Hẳn ngay sau hội nghị này, căn cứ vào kết luận quy định của Trung ương và kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo hướng dẫn của các ban đảng Trung ương và các cơ quan cấp trên, các cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị trong toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận quy định gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, của ngành, của cơ quan, đơn vị mình. Phải làm rất nghiêm túc, thiết thực, có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt hình thức. Phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp này một cách đồng bộ, toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm, bao gồm cả việc thực hiện 10 nhiệm vụ nêu trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết kết luận chỉ thị, các quy định khác của Đảng và pháp luật của nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, chống và xây, và xử lý nghiêm những việc làm sai trái, đấu tranh mạnh mẽ, chống tham nhũng, hư hỏng, tiêu cực, những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của nhà nước. Mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì, phải gương mẫu tự giác làm trước. Tôi đề nghị ngay sau hội nghị này, không phải chờ đợi gì cả. Căn cứ vào nghị quyết kết luận và quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình. Cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Mọi cán bộ đảng viên đều phải làm như vậy, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà phán hoặc là chờ xem, coi như mình vô can. Việc kiểm điểm từ phê bình và phê bình cần được chuẩn bị thật chu đáo, chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất, phải có sản phẩm nữa, nhưng mà chỉ nói mồm. Một lần nữa khẳng định những nội dung trình hội nghị cán bộ toàn quốc là những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, lại được nhân dân đặt nhiều kỳ vọng, hưởng ứng, đồng tình ủng hộ. Nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi kết luận quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 và các nghị quyết, quyết định khác.
tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ cho nhân dân phát triển kinh tế, nông lâm nghiệp và chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn đã hỗ trợ và phát triển được 73 mô hình phát triển chăn nuôi đàn gia súc tập trung. Theo đó, mức kinh phí hỗ trợ trung bình là 30 triệu đồng một hộ, trong đó có 7 cơ sở chăn nuôi lợn nái sinh sản có quy mô từ 15 con trở lên, 3 cơ sở chăn nuôi kết hợp 5 con lợn nái, 50 con lợn thịt và 55 cơ sở chăn nuôi trâu bò quy mô từ 10 con trở lên với tổng kinh phí hỗ trợ trên 2,3 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí được hỗ trợ, các hộ đã đầu tư vào mua con giống, làm chuồng trại, mua thức ăn, thuốc phòng chống dịch bệnh và trồng cỏ, phát triển chăn nuôi có hiệu quả. Nhờ vậy đến nay, sản lượng thịt hơi xuất chuồng của huyện Văn Chấn đạt gần 5.000 tấn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi ở huyện Văn Chấn vẫn còn một số bất cập. Trong đó, việc hỗ trợ chăn nuôi ở mô hình 100 con lợn thịt gặp khó khăn do quy mô lớn, diện tích đất quy hoạch làm chuồng trại và trồng cỏ khó khăn, đặc biệt là việc xử lý bảo vệ môi trường ở các hộ chăn nuôi còn kém. Nhằm đưa các công trình xây dựng phát huy hiệu quả đầu tư, thị xã Nghĩa Lộ đã đôn đốc các nhà thầu cũng như phòng ban chuyên môn tập trung thi công, thanh quyết toán khối lượng công trình để giải ngân vốn theo kế hoạch giao. Hiện nay, thị xã Nghĩa Lộ đang triển khai thực hiện 40 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 8 công trình chuyển tiếp, 32 công trình khởi công mới năm 2021. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với cách làm linh hoạt, quyết liệt, bài bản từ khâu chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu gắn với tập trung kiểm tra, đôn đốc tiến độ. Đến trung tuần tháng 11, thị xã đã giải ngân đạt trên 127 tỷ đồng, bằng gần 80% kế hoạch giao. Thời gian còn lại của năm, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện, kiên quyết kịp thời xử lý các nhà thầu vi phạm tiến độ, không đạt chất lượng công trình, phấn đấu tỷ lệ giải ngân đến hết quý 4 2021 đạt 95% kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch, thời gian qua các tổ tự quản COVID cộng đồng trên địa bàn huyện Bình đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, giúp cấp ủy chính quyền tổ chức triển khai phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Kể từ khi trên địa bàn huyện Yên Bình ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng tại tổ 9 thị trấn Yên Bình, đều đặn mỗi ngày các thành viên của 13 tổ tự quản COVID cộng đồng thị trấn Yên Bình đều có mặt ở các ngõ xóm để tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt việc khai báo y tế, cách ly tại nhà, truy vết các đối tượng F1, F2, F3 để tiến hành cách ly theo quy định. Tổ cũng thường xuyên nắm tình hình sức khỏe các trường hợp thực hiện cách ly tại nhà, cũng như hỗ trợ việc mua, nhận nhu yếu phẩm nếu có nhu cầu giúp gia đình yên tâm thực hiện cách ly phòng chống dịch. Tổ COVID cộng đồng, tổ nhân dân số 6 rất là nhiệt tình, tâm huyết và đã đi đến tất cả những các cái gia đình. Đồng thời coi như vậy rằng là tuyên truyền những cái việc cách ly rồi sử dụng coi như vậy là tất cả các những cái biện pháp để phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời coi như vậy hướng dẫn cho nhân dân thực hiện tốt là 5K và đồng thời coi như vậy tiêm phòng vaccine kịp thời. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, nắm rõ sự biến động của nhân khẩu trên địa bàn, nắm danh sách cụ thể những trường hợp đi đến vùng dịch hoặc có tiếp xúc với nguồn lây nhiễm, kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện bất thường về sức khỏe để khai báo với cơ quan y tế. Chính vì vậy mà thời gian qua các tổ tự quản COVID-19 cộng đồng trên địa bàn thị trấn Yên Bình đã góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng đoàn thể, từng thành viên, từng cụm dân cư và từng ngành của tổ dân phố để chúng tôi phân công nhiệm vụ cho nó phù hợp với cái tình hình đặc điểm của tổ dân phố, như là công tác tuyên truyền, công tác là truy vết F0, F1, F2 và cái công tác đảm bảo tuyên truyền, vận động và phục vụ giúp đỡ những cái gia đình được cách ly, những cái đối tượng được cách ly trên địa bàn. Ví dụ như là giúp đỡ việc mua bán, giúp đỡ việc là đảm bảo sinh hoạt trong cái quá trình mà được cách ly. Vì vậy, trong cái thời gian vừa qua, tất cả các cái trường hợp được cách ly đã thực hiện tốt cái quy định của Bộ Y tế, của ngành y tế và của địa phương. Là địa phương giáp danh với tỉnh bạn và tỷ lệ người lao động tại các cơ sở ngoài địa phương khá đông, vì vậy công tác phòng chống dịch,
nhất là việc thực hiện khai báo y tế cũng như truy vết các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 đang được xã Thịnh Hưng triển khai tích cực. Đặc biệt là 6 tổ tự quản COVID-19 cộng đồng ở 6 thôn hoạt động thường xuyên từ khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng tại thị trấn Yên Bình. Bên cạnh việc tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú, các tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng xã Thịnh Hưng đã không kể ngày đêm khẩn trương đi từng ngõ gõ từng nhà, truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh, đồng thời hướng dẫn khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch. Việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trên địa bàn xã đã được thực hiện khẩn trương nhanh chóng. Hoạt động của tổ COVID ở tại địa bàn xã hoạt động cũng rất là trách nhiệm và hiệu quả. Đặc biệt là việc tham gia trực chốt ở trên địa bàn xã. Ngoài ra, thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của huyện và của địa phương thì tổ tuyên truyền COVID là thường xuyên tuyên truyền tới bà con nhân dân để nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch ở trên địa bàn. Huyện Yên Bình thành lập 177 tổ tự quản COVID-19 cộng đồng trên địa bàn huyện với 1.369 thành viên. Thời gian qua, các thành viên của tổ tự quản COVID-19 cộng đồng trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền vận động người dân, hộ gia đình tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19. Công tác tuyên truyền cũng đã được thực hiện dưới nhiều hình thức hiệu quả như thông qua đài truyền thanh của xã, thị trấn, qua nhóm Zalo, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực tiếp thông qua các buổi giám sát người cách ly tại nhà. 100% các tổ nhóm COVID-19 cộng đồng đều có sổ theo dõi, lập danh sách các hộ, công nhân làm tại các khu công nghiệp, các trường hợp từ vùng dịch, từ tỉnh khác về đến địa phương để quản lý theo dõi giám sát. Để đảm bảo đó mà tôi là chia ra từng khu một, đấy là phân cho là mới một nhóm hộ là khoảng độ là 10 đến 15 hộ là cái người đó phải chịu trách nhiệm là chính là phải tuyên truyền, nhất là sau khi nhận được những cái thông tin về những ví dụ những người là từ vùng dịch về thì phải tuyên truyền luôn để những người dân đó là khai, nhất là việc trong việc khai báo y tế cũng như là cái tuyên truyền về vấn đề là thực hiện cái 5K. Cùng với đó, các thành viên của các tổ tự quản COVID-19 cộng đồng còn tích cực vận động nhân dân thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, hiện đạt tỷ lệ trên 99%, đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân để có biện pháp giúp đỡ đối với những gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cũng như tuyên truyền vận động ủng hộ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch với số tiền gần 800 triệu đồng. Hiện nay, tình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực và kịp thời của cấp ủy chính quyền các cấp và hoạt động của tổ tự quản COVID cộng đồng, thì mỗi người dân cũng cần tự nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, tuân thủ nghiêm yêu cầu 5K của ngành y tế, góp phần đẩy lùi dịch COVID-19. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thị xã Nghĩa Lộ, mảnh đất cửa ngõ phía Tây của tỉnh Yên Bái không chỉ được thiên nhiên ban tặng cảnh sắc tươi đẹp mà còn sở hữu các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc và đặc biệt con người vùng gạo trắng nước trong nổi tiếng hồn hậu, chịu thương chịu khó và mến khách. Khai thác những lợi thế đó, thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung phát triển du lịch, bước đầu xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm du lịch cộng đồng mang đặc trưng của văn hóa dân tộc Thái. Trong chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái hôm nay với chủ đề Xây dựng con người Nghĩa Lộ Mường Lò thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập gắn với phát triển du lịch cộng đồng, mời quý vị và các bạn cùng đến với Mường Lò Nghĩa Lộ tới thăm và trải nghiệm những nét đặc sắc của văn hóa cũng như con người nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhờ tập trung phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, đã đưa Nghĩa Lộ trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Ngoài việc xác định rõ tiềm năng lợi thế để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng biệt, thị xã Nghĩa Lộ cũng hướng dẫn các hộ làm du lịch cộng đồng. Nơi đây, chú trọng phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng con người thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập. Khai thác có hiệu quả những trải nghiệm chân thực và sống động nhất về đời sống văn hóa, tinh thần, cuộc sống sinh hoạt thường nhật, đồng thời chú trọng tu sửa nhà ở, xây dựng quầy lưu niệm, trang trí các vật dụng của người Thái như váy áo thổ cẩm, giỏ đựng cơm, thức ăn, khèn bè để cho du khách trải nghiệm. Là một trong những cách làm sáng tạo trong phát triển du lịch cộng đồng của gia đình chị Lò Thị Thiên ở thôn Bản Viềng, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ. Nhờ đó, trung bình mỗi tháng, gia đình chị đón và phục vụ 17 đoàn khách, mang về thu nhập gần 100 triệu đồng một năm.
Gia đình chúng tôi từ lúc bắt tay vào làm du lịch cộng đồng thì gia đình chúng tôi cũng sửa sang nhà cửa làm theo kiến trúc của người Thái, làm thêm quầy hàng để bày trưng bày các đồ dùng của người Thái mình để khách đến trải nghiệm ạ. Ngoài ra gia đình chúng tôi cũng lào ao để thả cá với lại trồng vườn rau để khách gần gũi với thiên nhiên nhất ạ. Hội nhập để phát triển du lịch là cách mà chị Hoàng Thị Phượng ở thôn Đêu Ba, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ đang thực hiện. Ngoài chú trọng vệ sinh nhà cửa, sắp xếp gọn gàng, đưa chuồng trại ra xa nhà, đầu tư sửa sang nhà cửa, mua chăn đệm mới, thay đổi thực đơn bằng sản phẩm đặc trưng địa phương. Gia đình chị còn cộng tác cùng những hãng du lịch nổi tiếng ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, hình thành tour tuyến để chủ động đón khách. Nhờ đó trung bình mỗi năm, gia đình chị Phượng đón gần 500 khách, đa phần là khách nước ngoài. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lượng khách đến gia đình chị có giảm nhiều. Do đó, để tạo việc làm cho các lao động và thu nhập, gia đình chị Phượng đã mở thêm dịch vụ, phục vụ ăn uống, ship tận nhà cho khách. Thì trước hết là bản thân tôi cũng được sự quan tâm của các cấp các ngành cho đi tham quan từ Trung Quốc, này, Lào, Thái Lan và một số các cái tỉnh bạn đã có mô hình du lịch cộng đồng. Rồi bằng những cái kiến thức mà mình học hỏi được và vốn kiến thức từ cái phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc mình ấy, thì tôi là áp dụng vào, cố gắng áp dụng vào trong từng cái cử chỉ đón khách này, từ cái trang trí khánh tiết này, rồi từ cái ẩm thực, rồi từ cái văn hóa văn nghệ. Thế từ đó thì cũng được là khách du lịch yêu mến, và dần dần thì bằng cái sự nhiệt tình của mình thì cái số lượng khách ấy, ngày năm sau thì đều cao hơn năm trước và bắt đầu có thu nhập. Từ khi có cái thu nhập từ nguồn du lịch này thì tôi đã ký hợp đồng chính thức với các công ty du lịch lữ hành trên toàn quốc và liên kết và kết nối được 41 công ty du lịch lữ hành có gửi khách thường xuyên, và tất cả các cái ví dụ như các hội nghị, hội thảo, các cái đoàn tham quan thì cũng chọn gia đình là điểm đến. Tận tình giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với bà con làng xóm, gương mẫu tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, sạch nhà, sạch ngõ, sạch bản, xây dựng con đường hoa gần 200 mét cạnh nhà để tạo cảnh quan môi trường sống trong lành, cải tạo không gian sinh hoạt trong nhà, đầu tư hệ thống nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, tích cực tìm tòi áp dụng hướng phát triển du lịch mới, song không làm mất đi bản sắc văn hóa riêng có để đón tiếp khách. Nhờ đó, gia đình bà Hoàng Thị Loan, thôn Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá vùng gạo trắng, nước trong, Nghĩa Lộ, Mường Lò. Mô hình du lịch cộng đồng của gia đình bà Hoàng Thị Loan đã có trong danh sách hệ thống nhà cộng đồng đạt tiêu chuẩn CPT. Có mối liên kết với các công ty lữ hành nên lượng khách rất ổn định. Trung bình mỗi tháng đón và phục vụ khoảng 100 lượt khách, đem về thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng một năm, giải quyết việc làm ổn định cho 4 đến 6 lao động địa phương. Trong cái đón tiếp khách và phục vụ khách thì những cái giá cả dịch vụ là một cái vấn đề mình cần phải quan tâm. Là luôn luôn giữ cái giá cả, chứ không chạy theo là như có những cái lễ hội rồi mình nâng giá cả lên, cái đấy là điều không nên. Rồi trong cái giao tiếp với khách thì mình phải luôn luôn là niềm nở và mặc những cái trang phục của dân tộc mình để cho khách người ta cảm thấy là đến với mình là đến với cái bản sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện mục tiêu đưa con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển, đặc biệt coi trọng nhân tố con người trong giai đoạn mới, thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng con người Nghĩa Lộ, Mường Lò thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Thực hiện kế hoạch này, thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo các ngành đoàn thể tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam được xác định trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, phát động phong trào thi đua rộng khắp trong các cơ quan đơn vị địa phương về xây dựng con người Nghĩa Lộ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, tạo môi trường văn hóa, động lực mới để mỗi người dân Nghĩa Lộ tự phấn đấu hoàn thiện bản thân theo 5 chuẩn mực: thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Cùng với đó, thị xã Nghĩa Lộ cũng triển khai các nội dung xây dựng con người Nghĩa Lộ, Mường Lò, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, lồng kép với các phong trào thi đua yêu nước, các cấp phát động.
trong đó tập trung khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng, tạo điểm nhấn đón và phục vụ du khách. Khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng và các điểm ngắm cảnh tự nhiên ở xã Nghĩa Lộ, Phủ Nham, Thanh Lương, Hạnh Sơn để phát triển du lịch. Nhờ đó, chỉ tính riêng 11 tháng năm 2021, dù ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh COVID-19, nhưng thị xã Nghĩa Lộ vẫn đón và phục vụ 116.600 lượt khách du lịch. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 215 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động du lịch cả năm ước đạt 81 tỷ đồng. Xây dựng con người, Nghĩa Lộ, Mường Lò, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập. Thì có thể nói rằng đối với thị xã Nghĩa Lộ thì cũng có những cái hết sức là thuận lợi. Ủy ban dân thị xã cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới tất cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tới người dân. Bởi vì đối với thị xã thì có một cái nét văn hóa riêng có, là đó là văn hóa của vùng đồng bào dân tộc Thái. Đặc biệt nữa đó là phát triển du lịch trên địa bàn thị xã, đó là phát triển mạnh về cái du lịch cộng đồng và hôm tây. Theo đó thì được đón rất nhiều cái lượng khách du lịch, đó là khách nước ngoài, khách quốc tế đến. Cho nên vấn đề đặt ra ở đây là việc hội nhập. Để khi đúng mỗi một người dân làm du lịch thì cũng có thể nói được, giao tiếp được bằng tiếng ngôn ngữ tiếng Anh lấy làm chủ đạo, rồi ngôn ngữ thành tiếng Pháp. Thì theo đó thì tất cả người dân làm du lịch, làm homestay thì cũng có được những cái thu nhập. Và khi người khách đến với thị xã, đến với Mường Lò thì cảm nhận được rằng là thấy rất là thân thiện, con người thân thiện, nhân ái và gần gũi, tạo được những cái ấn tượng đối với lại du khách đến với thị xã Nghĩa Lộ. Thị xã Nghĩa Lộ hôm nay đang thực sự chuyển mình với một diện mạo mới, vóc dáng của một đô thị xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đây cũng là minh chứng sống động nhất cho những quyết sách hợp lòng dân của Đảng, xây dựng những con người thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập để phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, trong đề án xây dựng Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa du lịch giai đoạn 2021-2025, thị xã tiếp tục xác định du lịch khám phá, tìm hiểu bản sắc văn hóa gắn với du lịch cộng đồng tại các thôn bản là sản phẩm du lịch đặc thù, là thế mạnh và là điểm nhấn của du lịch thị xã với đặc trưng văn hóa dân tộc Thái và dân tộc Mường. Định vị vững chắc thương hiệu du lịch Nghĩa Lộ trên bản đồ du lịch của cả nước, trở thành điểm đến hấp dẫn trên hành trình khám phá vùng Tây Bắc của du khách gần xa. Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay xin được kết thúc tại đây. Số tiếp theo của chương trình này có chủ đề Những nông dân thời hội nhập, được phát sóng vào tối ngày 23 tháng 12. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình trên website yenbaitv.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.